Thầy giáo đuổi học Trấn Thành nổi đóa khi nam MC phát ngôn Việt Nam không có trường đào tạo ra hồn. Là MC đình đám có tài hoạt ngôn nhưng Trấn Thành đôi khi lại gây tranh cãi vì phát ngôn của bản thân. Mới đây khi xuất hiện tại một sự kiện, MC Trấn Thành lại trở thành tâm điểm chỉ trích khi nói về việc đào tạo diễn xuất. Cụ thể, khi được nói về nghề diễn, anh cho biết, sinh viên Việt Nam rất thiệt thòi, thiếu thốn vì ở Việt Nam không có đơn vị đào tạo chính thống, chính quy mà dùng từ dễ hiểu nhất là ra hồn. Trấn Thành cho rằng nếu được đào tạo cọ sát thì mới biết bản thân mình tới đâu, có nên theo nghề hay không vì nghề này rất chua chát. Chưa dừng lại ở đó, đoạn clip Trấn Thành tranh cãi với Ngô Thanh Vân với quan điểm làm nghề cũng được quan tâm. Diễn viên Hai Phượng cho rằng thị trường Việt Nam không có nhiều cơ hội để diễn viên trẻ chọn vai, nên mình muốn làm diễn viên thì bất cứ vai diễn nào cũng phải làm được. Trong khi đó, chồng Harry Kwan quan điểm cần phải chọn vai phù hợp. Nếu không hợp vai thì Trấn Thành diễn cũng chết chứ không riêng các bạn. Các sao Hollywood diễn cũng chết, anh nói. Ngay sau đó, đoạn clip trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng Trấn Thành lại có thêm một phát ngôn gây tranh cãi. Liên quan đến việc này, mới đây chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh đưa nhận định phát ngôn của Trấn Thành là khá ngớ ngẩn. Ông cho biết nam nghệ sĩ từng học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, song tại sao lại không hiểu quá trình đào tạo khổ cực như thế nào mới ra được một người nghệ sĩ. Trải qua 4 năm trời đào tạo như vậy, sao lại không có tính chất chuyên nghiệp để lại nói không ra hồn? Tôi hơi thắc mắc, không giải thích nổi tại sao Trấn Thành phát ngôn được như vậy. Thấy rất buồn cười. Tôi nghĩ đây chỉ là một câu đùa vớ vẩn của cậu ấy ở buổi chia sẻ, chứ không thể nào nhận định như thế. Theo tình hình thực tế, quá trình đào tạo của các trường chuyên nghiệp như thế được, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh bày tỏ. Cũng theo Công Ninh, ban đầu khi nghe thì cảm thấy hơi tổn thương, tuy nhiên sau khi nghĩ kỹ thì chẳng có gì phải tổn thương, bởi nó chỉ là câu phát biểu không có giá trị cụ thể rõ ràng, không mang tính thực tế và chính xác thì tại sao mình phải tổn thương? Vì bản chất của sự việc, sự thật không như lời Trấn Thành phát biểu, nghệ sĩ Công Ninh thẳng thắn. Được biết, Trấn Thành từng là học trò của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh và nhận được nhiều lời khen từ thầy của mình. Ngoài ra, từng có tin đồn chính Công Ninh là người từng đuổi học Trấn Thành vì chạy show quá nhiều và nợ học phí. Có thể nói, đây không phải lần đầu Trấn Thành vướng tranh cãi phát ngôn. Nếu thấy hài nhảm thì hãy tắt TV. Trấn Thành lần đầu nói về sự cố phát ngôn. Nếu khán giả thấy hài nhảm thì hãy tắt TV, từng khiến anh trở thành mục tiêu tấn công của dư luận. Cụ thể, khi được hỏi về thực trạng những game show nhảm nhí đang tràn ngập sóng truyền hình, câu trả lời của Trấn Thành là: bây giờ ai cũng có TV, vậy chúng ta nên chọn lọc mà xem. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí thì hãy tắt TV, còn các chương trình nào về đầu tư, về kịch mục thì hãy đón nhận. Phát ngôn này từng khiến anh hứng chịu vô vàn gạch đá, bị cho là đang thách thức khán giả. Nhiều ý kiến chỉ trích anh nặng nề vào thời điểm đó. Thậm chí Đài Vĩnh Long đã phải hạn chế xuất hiện của Trấn Thành vì hình ảnh không thích hợp. Sau đó, Trấn Thành gửi lời xin lỗi, thái độ cầu thị cùng với tài năng giúp anh dần lấy lại được hình ảnh của mình, tiếp tục bùng nổ với loạt game show và chương trình truyền hình thực tế.